Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Quan hệ nguy hiểm tập 16, chung cư Thanh Sơn. Xem hết sợ chưa? Bây giờ Đàm Xuyên còn chịu ra mặt giúp nhân viên của mình giải oan nữa. Anh định xử lý chuyện này như thế nào? Tên họ Đàm đó quả nhiên là một chuyên gia marketing. Nhanh như vậy đã tìm thấy người thay thế em, lại còn để bớt ập ý như thế. Tôi không bảo, anh khen anh ta. Khó khăn lắm tôi mới thành công đổ tội quấy rối cho anh ta. Nếu cứ để anh ta tẩy trắng như vậy. Hứa Minh Nguyệt, hot girl triệu follower, tên thật Kha Tiểu Thảo. Làm sao tôi có thể lấy cái tài khoản Hứa Minh Nguyệt với hơn chục triệu follower này đi được chứ? Tiểu Thảo, tiền vi phạm hợp đồng là chuyện nhỏ, tài khoản Hứa Minh Nguyệt này phải lấy đi. Khó khăn lắm mới dụ dỗ được người phụ nữ này, cũng vì cái tài khoản có hơn chục triệu follower này. Đàm Xuyên trở nên nổi tiếng chưa chắc đã là chuyện xấu. Lượng follower của tài khoản Hứa Minh Nguyệt đã đến giới hạn rồi, muốn thu hút nhiều người theo dõi em hơn. Chắc có thể mượn tin hot này của Đàm Xuyên. Ý anh là chứng minh tội danh quấy rối của hắn. Văn phòng luật sư Đại Hoa. Hiện giờ vụ án của Phương Sóc và Lộ Tùy đã nhận được sự quan tâm rộng rãi từ công chúng. Hôm nay người quen bên tòa án đã hẹn gặp riêng tôi, chắc là có liên quan đến vụ này. Tính đến hôm nay đã có khoảng 1 triệu người theo dõi Lộ Tùy rồi. Đây chắc là hot boy có lượng fan tăng nhanh nhất do tôi dẫn dắt từ trước đến nay. Mắt nhìn của mình quả nhiên rất tốt. Những người theo dõi Lộ Tùy trừ hóng hớt ra, phần lớn là fan nhan sắc. Đợi sau khi anh ấy giải oan, lượng fan còn lại tuyệt đối không thấp. Nhưng làm sao mình thuyết phục anh ấy bỏ nghề kia, làm việc này toàn thời gian đây? Tiếp theo, còn cần tôi làm gì nữa? Đội luật sư của tôi khi sắp xếp ghi chép thẩm vấn bên cảnh sát phát hiện, sau khi anh và Phương Sóc quy án, đã thú nhận việc nhận cưỡng hiếp và giết người. Nhưng bây giờ, anh và Phương Sóc đều nói là phía cảnh sát đã bức cung, ép hai người nhận tội. Chúng tôi cần thu thập chứng cứ có liên quan để chứng minh lời nói của hai người. Làm sao để chứng minh? Tuy phạm nhân là người vị thành niên, theo luật tố tụng hình sự, quy định thứ 14 và quy định của cơ quan công an về vi phạm pháp luật của trẻ vị thành niên. Khi thẩm vấn phạm nhân là trẻ vị thành niên, cần phải thông báo cho gia đình, người giám hộ hoặc là thầy cô tới hiện trường. Nhưng năm đó, cảnh sát không để chúng tôi gặp ba mẹ. Đúng vậy, Phương Sóc cũng nói thế. Nếu sự thật là vậy, phía cảnh sát đã cướp đi quyền có mặt tại hiện trường của ba mẹ hai người. Đám khốn nạn này, đúng là coi trời bằng vung mà. Không chỉ như vậy, khi người nhà họ Phương đến tham dự phiên tòa sơ thẩm của Phương Sóc, có một số người đã bao vây tòa án, không cho họ vào. Có nghĩa là quyền tham dự phiên tòa của nhà họ Phương cũng bị tước đoạt, cuối cùng đến phán quyết cũng không nhận được. Tôi hoàn toàn không biết đã xảy ra những chuyện này. Rõ ràng đã gặp mặt lần cuối trước khi tòa án thẩm vấn. Tại sao Phương Sóc không giải thích, không cầu cứu mình? Mình còn hiểu nhầm cậu ấy lâu như vậy. Trước mắt,
chỉ có lời khai của gia đình hai người thì không đủ chứng cứ. Tôi cần gặp một người. Ai? Chủ nhiệm của Phương Sóc, Từ Hoa, cũng là chủ nhiệm lớp 10 của hai người khi đó. Ông ấy đã ký tên lên hết các biên bản lời khai của Phương Sóc, chứng minh bản thân đã chứng kiến toàn bộ quá trình lấy lời khai. Nhưng theo lời Phương Sóc, ông ta lúc đó không có mặt. Khốn kiếp, người này còn xứng đáng làm thầy giáo à? Vậy mà lại đi ngụy tạo chứng cứ. Tôi phải tìm ông ta tính sổ. À mà, bây giờ ông ta đang ở đâu? Huyện Lâm Thuật, quê của tôi. Đi, chúng ta về nhà nào, Lộ Tuy. Tôi muốn đích thân giúp anh dạy dỗ cái tên thầy giáo độc ác này. Riêng Hứa Minh Nguyệt. Cô ta muốn gì?